quay đầu chỗ hẹp các bạn ạ. Hai đỏ. Ba đỏ. Sáu đỏ ra. Cái này bắt lái mà có vấn đề gì hơi vất vả các bạn. Đến lượt tôi. Đến lượt tôi. Thế các bạn nhìn bắt lái đang hỏng nhá. Cầm tay không nhá, tay bo không chống rung gì hết các bạn nhá. Chó thực tế. Đến lượt tôi. Trước tiên là xem bám cái bụng nó ạ. Đừng có ăn bao giờ sốc vào đá nha. Yeah. Đó. Nhảy cho nó. Ba đỏ chưa ra. Tôi cũng ăn ba đỏ các bạn ạ. Ba đỏ. Bốn đỏ là già. Xe kia ăn 6 đỏ. Càng quá các bạn. Thì coi cho tránh nhau không.
Lùi ra đi, kia không có chỗ tránh này, lùi ngược lại các bạn. Có khi lùi cái này bạn phải nhanh vào ga lên nó mới ngoặt lái nhẹ. Con này đang bị ngoặt lái đấy chứ. Đây, bạn nhìn thấy chưa? Rất là hẹp. Cuối cùng đã đến Nè Xúc. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Hẹp mất nhiều đỏ ra mà.